Hiện nay, với nhu cầu của đa số các hàng quán trà sữa, cà phê, để có một gian hàng bắt mắt, thu hút khách hàng và điều quan trọng nhất đó chính là làm cách nào để có những mẫu quầy pha chế thiết kế sang trọng, thu hút khách hàng. Vậy, hãy đến với thương hiệu Inox Việt Nam bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp cho bạn có những mẫu quầy bar độc đáo thu hút được khách hàng. Xin chào quý khách hàng đã đến với thương hiệu Inox Việt Nam. Đến với video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một dòng sản phẩm sẽ đem lại giải pháp theo đúng với nhu cầu của bạn. Đó chính là sản phẩm quầy pha chế trà sữa Inox 12m2 WB20. Vậy, không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đi đến và tìm hiểu phần chi tiết của sản phẩm nhé. Thân quầy, đầu tiên chúng ta sẽ nói phần thân của quầy pha chế được làm từ loại inox tốt nhất hiện nay, đó chính là inox 304, cực kỳ bền bỉ và chống rỉ, có độ dày 1mm. Chân quầy, quầy được thiết kế 4 chân bằng inox 304, có thể điều chỉnh, chắc chắn, chịu lực tốt, đảm bảo an toàn cho quý khách hàng. Phía bên trái quầy được tích hợp một bồn rửa, giúp chúng ta thuận tiện cho việc vừa pha chế, song song đó cũng có thể rửa chén, ly hay một số các thực phẩm khác như rau, củ, quả. Ngoài ra, bồn còn tích hợp thêm một giá ấp ly giúp hỗ trợ giúp ly khô ráo. Vòi nước, hệ thống vòi nước tích hợp phía bên trên bồn rửa và có thể điều chỉnh vô cùng tiện lợi theo nhu cầu của quý khách hàng. Siphon, hệ thống siphon được tích hợp có thể lắp ráp và vô cùng tiện lợi để ta tự vệ sinh sau nhiều lần dùng tới. Thùng đá âm, không những thế, sản phẩm còn được trang bị một thùng đá âm ở phía bên trái quầy và được làm bằng chất liệu inox 304, giữ nhiệt cực kỳ tốt, giúp đá lâu tan và hạn chế tối đa việc thoát hơi ra ngoài. Ngoài ra, mặt trên của thùng đá còn được tích hợp thêm 5 khay topping. Hệ thống xả nước, hệ thống xả nước được lắp tiện lợi phía bên dưới quầy, giúp cho việc xả nước đẩy nước trực tiếp ra ngoài thuận tiện hơn cho quý khách hàng. Ngăn kệ được thiết kế có thể lắp ráp được, khung kệ cứng cáp, tiện lợi cho người dùng. Ưu điểm, chất liệu bằng inox 304 có độ bền cao, được thiết kế đơn giản nhưng không kém sang trọng. Cấu trúc của quầy pha chế trà sữa inox WB20 đơn giản nhưng đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của quán như sắp xếp được các dụng cụ, máy móc, nguyên liệu, chế biến. Phân loại, ngoài ra thương hiệu inox Việt Nam của chúng tôi còn rất nhiều các sản phẩm khác và sau đây là một số hình ảnh của các sản phẩm. Vậy, bạn còn chần chừ gì với một sản phẩm tuyệt vời như vậy đến từ thương hiệu Inox Việt Nam mà không nhấc máy gọi ngay cho số hotline của chúng tôi với số 092 884 3838 đã được tư vấn một cách tận tình nhất. Chúng tôi với 3 tiêu chí: uy tín, chất lượng và phục vụ cho quý khách hàng về những sản phẩm mang chất lượng tuyệt vời nhất. Và với cam kết rằng chúng tôi không bán những cái rẻ tiền, chúng tôi chỉ bán những sản phẩm mang chất lượng tốt nhất để phục vụ cho các bạn. Mọi thông tin chi tiết của sản phẩm tôi xin phép được để ở phần dưới link miêu tả ngay đây: www.inoxvietnam.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.